nhận nhiệm vụ từ MC Quyền Linh. MC Ngọc Lan sẽ đến thăm và chúc Tết một gia đình đã từng tham gia Tình Trăm Năm và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Đó là gia đình nào đây? Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta đã gần tới nhà của ông bà rồi. Thì Lan sẽ gõ cửa. Ông bà ơi, em chào chị. Em tới để thăm ông bà nè. Trời ơi, chào cả nhà. Tôi chào ông bà. À, trước tiên là con có ít phần quà con tặng cho ông bà. Quà Tết, đây cho em nhờ chị cầm nha. Mời Ngọc Lan vô ngồi. Dạ. Đây là cụ ông Đặng Văn Để, 77 tuổi, và cụ bà Trần Di Lệ, 74 tuổi. Tròn 50 năm bên nhau, ông bà đã có 7 mặt con cùng rất đông cháu chắt. Hôm nay thì ông có một lá thư gửi cho bà. Con xin phép đọc nha. Gửi vợ yêu quý, bên nhau cũng đã 50 năm rồi, nhưng không có mấy khi tôi nói cho bà nghe những cái lời yêu thương ngọt ngào. Bà biết không, trong lòng tôi lúc nào bà cũng là người vợ tuyệt vời nhất. Bà còn nhớ đó, hồi bà đi sinh đứa con thứ 6 không? Hồi đó đó, bà chuyển dạ phải một thân một mình vào bệnh viện sinh con. Ngày xưa không có điện thoại, đi lại cũng rất là khó khăn, cho nên đến chiều tối tôi đi làm về mới hay tin. Tôi vội vàng đạp xe đạp đi tìm bà. Tôi đến bệnh viện á, nơi bà đã sanh 5 đứa con trước mà không thấy. Tôi bắt đầu lo lắng và chạy tiếp 2-3 nhà bảo sanh nữa mà tôi cũng không thấy mặt bà. Tôi không tìm thấy, tôi thực sự hoang mang, tìm suốt một buổi tối, gặp được bà cùng đứa con gái nhỏ đó, tôi mừng rớt nước mắt luôn. Hỏi ra mới biết á, bà đã đi bộ 3-4 cái nhà bảo sanh mà người ta không có nhận. Tôi nghe như vậy mà trong lòng xót xa lắm. Cho tới bây giờ tôi nghĩ nếu có thể quay lại thời gian đó, tôi có thể đưa bà đi sinh như những đứa trước, để bà đỡ nhọc nhằn đi bộ tìm nhà bảo sanh như vậy. Hơn nữa trong cuộc đời ở bên nhau, chúng ta đã quá vất vả nhưng không bao giờ thiếu cái niềm vui và tiếng cười nhờ sự lạc quan, giỏi giang và kiên trì của bà. Tôi thật sự thương yêu và nể phục bà lắm. Giờ đây chúng ta đã được an nhàn viên mãn, đã bước cùng nhau 50 năm. Tôi vẫn mong có thể cùng bà bước đi thật nhiều năm về sau nữa. Tôi thương bà rất nhiều. Con ơi, về đúng rồi ổng. Vì cái mà tôi đâu có giết gì vậy, đâu có gì vậy, kêu nhà đâu không biết. Tới chừng ổng tới mừng quá. Con chúc ông bà năm mới dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, lúc nào ông bà cũng vui vẻ hết. Ê, con mừng tuổi ông nè, con mừng tuổi ông màu vàng, con mừng tuổi ba màu đỏ. Dạ. Ông bà, hôm trước mà mình quay Tình Trăm Năm xong với nhau rồi đó, rồi sau khi mà chương trình phát sóng á thì ông bà thấy cuộc sống nó có gì thay đổi không? Có, hàng xóm cũng có thấy. Vậy hả? Lên TV. Nhiều người thấy. Thấy họ mừng quá vậy. Người ta có nói bà lên TV đẹp gái không? Ở nói đàng hoàng quá. Nói đàng hoàng quá. Con nói thiệt là giờ con rất là nôn vô nấu cơm. Vô nấu cơm con làm một cái mâm cơm để mà mình cúng ông bà, mình đón ông bà về. Mời Ngọc Lan xuống bếp. Dạ, con thích cái bếp. Thưa quý vị, chúng ta đang ở trong gian bếp của ông bà rồi. Và Lan sẽ giới thiệu cho quý vị biết hôm nay là ông bà sẽ nấu những cái món gì để đón ông bà tổ tiên về nha. Thưa quý vị, ngày Tết thì chắc chắn là không thể nào mà thiếu bánh chưng, bánh tét rồi. Tùy gia đình thích ăn bánh chưng thì chúng ta sẽ làm bánh chưng, còn thích ăn bánh tét thì chúng ta sẽ có bánh tét. Và chắc chắn là sẽ có thịt kho hột vịt và khổ quá. Và có thêm chả giò nữa nè. Còn này là gì bà? Tré thì cũng nhà làm á. Tré nhà làm hết, tất cả những cái này là nhà mình làm hết. Nhưng mà bánh chưng là mình mua hay là mình gói? Năm nào chị cũng gói. Vậy hả? Trời ơi, giỏi quá vậy. Con này là ngon nhất, con này là nhiều nhất á. Vậy hả? Tôm khô củ kiệu. Tôm khô củ kiệu là ông làm luôn? Dạ. Củ kiệu thì bố làm. Củ kiệu là ba làm á hả? Trời ơi, ông giỏi quá.
Như vậy là ở đây là có món củ kiệu là có của ông nè, bánh chưng là của chị nè. Dưa giá là mẹ. Dưa giá là của bà nè. Rồi thịt kho của ai ta? Thịt kho của cô Năm. Không thể nào thiếu bàn tay của cô Năm. Hay quá. Quý vị ơi, như vậy là có đầy đủ hết tất cả những cái món ăn rồi. Bây giờ chúng ta chỉ việc dọn lên và chúng ta đi ra bàn và ngồi trò chuyện với nhau thôi. Dạ, con mời ông bà, con mời cô Năm, con mời cả nhà. Ngày xưa rất là nghèo, nhưng mà riêng cái Tết là đầy đủ lắm. Dạ. Nghèo cỡ nào chứ cũng mâm ngũ quả, và đặc biệt cái trái thơm á, là lúc đó mẹ có mấy đứa con là mẹ lựa mấy cái trái con. Bảy đứa con là mẹ lựa có bảy cái trái con của trái thơm á. Dạ. Xong rồi đặt lên rồi mà gắn những cái trái khác lên. Còn ba là thợ điện, nên lúc nào á nhà nghèo nhưng cái bàn thờ là tuyệt vời luôn, khó có nơi đâu mà có được cái bàn thờ đó lấp lánh. Nhà lá nhưng mà cái bàn thờ thì đèn chớp và mâm ngũ quả. Dưa hấu mà là cỡ một cái là 10 kg hoặc 12 kg. Dạ. Trái. Có thấy là Tết bây giờ ở đường phố của mình cũng không giống ngày xưa. Ngày xưa Tết thì nó rất là vắng. Bắt đầu là 12 giờ trưa là coi như là rửa chợ. Em nhớ là rửa chợ, rửa đường, là tất cả mọi hoạt động giao thương đồ này nọ là sẽ ngưng hết, để mà cho cái công tác là vệ sinh. Rồi sau đó là mọi người về cúng, đưa đón ông bà, rồi bắt đầu là chuẩn bị cho đêm giao thừa. Là qua tới mùng 1, mùng 2, mùng 3 là đường phố vắng tanh. Xưa là quan niệm là cái ngày mùng 1 là mình sẽ không phải làm gì hết mà vẫn có ăn. Nên là ngày mùng 1 mình sẽ nấu những cái món như là khổ qua nè. Dạ. Thịt nè, dưa giá, bánh chưng, mọi thứ là có sẵn, cứ tới giờ ăn là mang ra ăn thôi. Lúc chị còn nhỏ là những người ta đi xích lô, người ta cũng quan niệm như vậy, thành ra nên mình đi ra đường muốn gọi xích lô cũng rất là khó luôn. Dạ. Vì tất cả mọi người đều không muốn làm ngày mùng 1 và muốn có ăn ngày mùng 1. Dạ. Nhưng mà bây giờ thì khác rồi, ở đâu ngày mùng 1 là ở ngoài đường người ta mở hết trơn, là hàng quán vẫn mở, để những người làm biếng như em thì sẽ ra ngoài ăn. Hoặc em đi qua nhà người khác em ăn ké. Ta hãy nâng ly chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Đẹp ha. Cố cũng xấu. Tối ngủ dễ mộ gì để gối ngang nè. Mạnh đứa nào nữa ngủ. Đám cưới thôi cho má vô bụng thôi. Nó bằng làm cưới vậy không thương. Em thương chị quá. Thôi về em làm bé chị vô chịu không? Nó đi mua dây chai nó nuôi tôi. 10 năm nay cái giò nó đau cái thương nó đi không được nữa. Hai chồng tôi muốn là hai đứa chết chung một ngày. Chết được một. Con là người đẹp. Con là người đẹp. Dạ. Hôm nay ông bà có đi bán không? Có, cũng bình thường. Dạ. Sống bình thường như mọi ngày vậy á. Dạ. Có bữa nào bệnh hoạn quá thì nằm nhà hết. Dạ. Bữa lần có bao tivi rồi không bà? Không. Không biết đâu lần lúc nào đâu. Cái tivi hôm trước là chú Huyền Linh tặng cho ông bà đó, ông bà nhớ không? Chú khen. Dạ.
bà ngồi ra giữa đi bà. Mình ngưng một ngày là người ta cho mình không làm luôn á, bắt đúng lời từ đầu mình ra không sợ lắm. Nè không có da gắn nè, nóng quá đó. Bài thì nó dễ nói hết trơn. Cái này là uống nóng hả ông? Trời ơi. Giống da gắn ha. Thuốc thổi đó. Chân tay. Thuốc đau thổi đó. Nó lộn cũng hết trơn giống như gắn, ổng không gắn. Đây là lần đầu tiên bà gặp Quyền Linh với chị Ngọc Lan luôn đúng không? Đúng rồi. Chị thấy chú Quyền Linh sao? Dễ gần gũi. Thôi gặp thiệt. Nó thấy hình trong mình đâu có biết đâu rồi Ngọc Lan cũng vậy. Mình chỉ coi phim thôi à. Muốn gặp người thiệt. Trời ơi gặp người thiệt cái phần quá em thấy hạnh phúc gì đâu á. Mình muốn cũng được, cái đó là ý trời ha. Dạ
có duyên. Dễ gì gặp, ví dụ mình coi phim là bình thường rồi đúng không, nhưng mà gặp mặt kìa mới thấy thấy dễ gần mà đẹp. Tôi nói cái lối nói chuyện cư xử của người Linh đó nha, rất mới đẻ nó còn quá chứ đừng nói người già như tôi. Quyền Linh hồi đó đóng phim bắt thịt heo á, rồi đi theo bà gì đó, rồi cái bỏ cục thịt heo vô là tôi bắt đầu tôi coi ảnh rồi. Rồi đó sau phim nào có ảnh đóng rồi tôi cũng coi á. Người nói chuyện rất bà đó bây giờ bà rất rất cảm tình đó, mà lại ăn khách nữa. Người nào mà nói chuyện Quyền Linh là đừng nói tôi ghét là được, không ghét hết thế là ghét được hết trơn. Bởi vì cả nước người nào cũng ca tụng Quyền Linh cho tôi là đúng. Các bạn ơi, sau khi mà mình tới thăm nhà ông bà thì mình là đã 12 Tết rồi, nhưng mà nhà ông bà cũng như là chưa có trang trí gì cả, cho nên là bây giờ tụi mình sẽ quyết định tạo cho mình một cái gì đó có một xíu không khí Tết, thì tụi mình sẽ đi mua một ít đồ để trang trí nhà cho ông bà. Ok, hãy cho chúng mình nha. Cái này treo sao ta? Cái này treo cái nhà không khí nhà lên đây. Nhưng mà này đào hả? Có sao? Hello mọi người, thì tụi mình đã về tới nhà rồi, thì bây giờ tụi mình sẽ đi trang trí nha. Ông bà coi tới đâu rồi? Ở trời ở đây. Ủa vừa hết luôn hả? Ừ. Tụi con sẽ hôm nay tụi con sẽ mua mấy cái đồ trang trí cho ông bà nè. Tụi con sẽ trang trí nhà cho ông bà nha. Đây hai trái châu. Này là nhà bếp của bà hả bà? À, bếp của má mà con. Hồi nãy tụi con đi chợ rồi con mua mấy cái đồ ăn. Nè, bếp má đó, má chùm củi không à? Dạ. Ông bà bình thường là đổi không? Nó không có vô hết khung hình được. Thôi ông bà đâu khỏi phải hát đâu. Rồi có sắc dưa không? Thì, dạ sắc dưa luôn. Thì đây bà sắc đi. Ok. Dạ. Ủa ông ơi, bình thường ông có ăn bánh tét ngày Tết không? Ăn dưa mà trời ngon quá rồi ăn không vô. Nghe được rồi, đừng ở bên bà. Ở đây đi, tụi con đi. Ừ, bên đây thì bà từ từ rồi nè, mới bà đi. Là Tết có ăn bánh tét không ông? Có, cái gì cũng ăn. Nào đó, không ăn. Sao nó xa quá rồi ta? Mà con đi ghế đó, để đồ á. À. Nè, nè tụi con ngồi ghế không? Để. Dạ được không? Được, hai bữa người ta mới cho các bạn, bữa nay của bạn. Mới cho cách đi hai bữa. Ai cho vậy ông? Người ta quen, người ta cho. Dạ. Bây giờ chết hết rồi. Yeah. Dẫn đi đi châu rồi đi đó, đi lên không đi lên Tây Ninh là chùa bà mấy bà rồi đi núi Trần Tiên. Yeah. Mấy bà dẫn đi đi nhiều chỗ lắm á. Yeah. Rồi còn hồi ổng đi đi về quê đó thì mấy đứa nhỏ chở đi, mấy đứa bên chồng chở đi chỗ này chỗ kia cho biết vậy đó. Yeah. Hồi nhỏ đi đi nhiều lắm mà giờ già rồi chẳng muốn đi đi cũng được. Yeah. Bữa nay ăn bữa cơm Tết thì ông bà thấy sao ông bà? Dạ, ăn bữa cơm Tết ngon. Ngon hơn ngày thường. Ngày thường như tôi đâu có ăn ngon vậy. Dạ. Yeah. Có hai món thôi à. Món canh, ví dụ bữa nào canh hủ qua thì to. Canh chua thì khá to. Như bữa nay tụi tôi ăn canh rau mỡ, canh khoai mỡ với ép rêm. Con nó ăn cái gì cho mình ăn đó á. Yeah. Ví dụ như cái gì hả con? Vài bữa tụi tôi đã khỏi tiền hết chưa? Hết rồi tụi tôi đưa nó thêm bằng 500, 300 để nấu thì chia đặt trước vậy đúng không ông? Đúng rồi. Rồi bữa nay mình ăn sang một bữa mình ăn Tết mà. Bữa nay ăn rồi có mấy đó con. Tụi con ăn mới ngon đó. Bữa nay có mấy con lại ăn. Dạ. Rồi. Cái kia nhiều lắm. Dạ. Ở bữa nay Tết nên là tụi con cũng đại diện chương trình lì xì cho ông bà. Dạ, chúc ông bà nhiều sức khỏe. Trước cảm ơn chương trình, sau cảm ơn tụi con nha. Dạ. Rồi
giờ mình phụ phụ bà dọn dẹp nha. À, được rồi được rồi. Dạ. Ê, ê, con kéo đi, cái đây. Để tụi con phụ bà dọn dẹp xong rồi quét lại cái nhà, quét lại cái nhà. Đứng đường ngoài. Ông ở đó đi, ông ở đó đi. Để tụi con né qua là được. Được rồi. Cấp nha, cấp nha. Gì muốn tụi con dọn ra không? Không, hết rác rồi. Dạ. Có ăn cái gì thì mình bỏ vô bao lông á rồi ăn. Mình liệm. Để đó đi, lát đóng đinh treo nó. Bà ơi, từ hồi mà mình quay cái chương trình này xong á, rồi có ai tới thăm ông bà chưa? Có, nhất là sinh viên, học sinh là tới nhiều nhất. Rồi được rồi con, để đó đi con. Dạ dạ dạ. Để bên đây nè, quét cơm bên đây nè con, cơm bên đây. Mấy bà lớn tuổi đó, có chồng rồi, thất bại á, chồng rồi thôi rồi. Rồi được rồi. Sao vừa bé đủ á, nhiều người lại thăm lắm, mấy người đó, mà ít mấy người đó. À. Sao mà trên đời lại có tình yêu đi em định? Đâu có người nào tin là có tình yêu đâu. Đúng rồi. À, cưới nhau ở chưa gì hết chứ bỏ nó về bé. Nói là thì cờ bạc cũng quá thôi nhau. Vì bạn cũng có thôi nhau. Sao nói hai chồng không có xảy ra cái vụ kỳ thôi vậy. Không có tiền cũng như có tiền à. Phải không? Có tiền gây gỗ có tiền gì vậy? Có hai người chồng quá vậy. Rồi thì hôm nay thì con cũng chương trình đến thăm nhà ông bà trước đó để thăm hỏi về ông bà như là trang trí gia đình cho mình có không khí xuân chút. Năm mới thì con chúc ông bà có nhiều sức khỏe. Chắc là sức khỏe làm trên hết nha. Rồi mình làm chỉ là mua qua nắm đắt mình em mua đâu chúng đó để mình sang năm mình có cái cuộc sống nó đạt được hơn rồi có nhiều người đến nó thăm hỏi bà nhiều hơn. Dạ. Nói chung là ông bà sang năm thì gán giữ gìn sức khỏe. Dạ. Dạ, đặc biệt thời tiết cũng thay đổi rất thường, bệnh này nọ. Dạ. Chứ bây giờ sức khỏe lúc nào cũng giữ gìn chơi rồi nhưng mà trong người luôn nghĩ kỹ. Dạ. Năm nào qua được rồi quá à. Cái đâu hay cái đó hả? Thôi mình cứ vui vẻ lạc quan đời ha. Ờ. Sức khỏe thì cũng
trước thì cảm ơn đài truyền hình, sau cảm ơn các con lại đây, nhất là các con lại phụ dọn dẹp ba ngày Tết. Ví dụ con cháu ở xa nhờ tụi con cũng thấy vui vẻ rồi, thấy hạnh phúc rồi. Cảm ơn nhiều nha. Chúc sức khỏe luôn nha, chúc gia đình hạnh phúc luôn nha. Bà con sao không bằng nói gì nhờ. Chúc con ở gần con giúp đỡ gì. Thấy hạnh phúc. Chưa có năm nào được như năm nay hết trơn. Năm nay là nhất là chung tài truyền hình á, của chú Quyền Linh đó, là được giúp đỡ những người giống như hoàn cảnh giống như tụi tôi vậy á. Ông bà có muốn gửi lời chúc gì tới chú Quyền Linh với lại chị Ngọc Lan không? Có nha. Đây nè, ông bà nhìn qua máy nè. Chúc chú Quyền Linh với cô Ngọc Lan đóng phim nhiều một chút, lên sóng nhiều một chút, tại vì tôi rất thích coi. Chúc sức khỏe luôn, chúc sức khỏe đầy trình hình đầu tiên. Chú Quyền Linh hoặc cô Ngọc Lan hay hơn tụi tôi, tốt hơn tụi tôi. Không có gì gọi là đứng nhất hết trơn. Mình hay có người khác hay hơn. Mình giỏi người khác giỏi hơn. Nhất là vợ chồng tôi và người Linh hết tập được mình tốt. Nhưng mà chưa đâu, nhiều khi gặp một vợ chồng khác đó còn tốt hơn, gặp vợ chồng tôi hay hơn, gặp tôi. Dạ rồi. Dạ thì chắc là tụi con cũng xin phép tụi con về luôn để ông bà nghỉ ngơi. Dạ. Hy vọng là lần sau là nếu mà có cơ hội thì con tới thăm ông bà nhé. Ông có số điện thoại con rồi đó. Khi nào mà có chuyện gì có nhớ tụi con hay là cần những gì thì ông cứ gọi cho con nha. Rồi rồi, có cạnh để tôi là gọi cho con liền. TV mà hư là gọi cho con tới liền. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn đưa tụi con về chứ, cảm ơn nhiều mấy đưa về. Người đẹp lợi mà cứ để người đẹp đi ruột mẻ về cũng có đó. Cảm ơn không có đủ trà tiết gì hết, nhưng mà mọi người có nói được rồi. Chỉ đưa đưa chứ phải không, chỉ đưa nghĩa là thấy thân mật là tốt lắm rồi. Dạ cảm ơn bà. Cảm ơn thay mặt chương trình tụi con cũng chào tạm biệt ông bà. Hy vọng là năm sau tụi con có lại có cơ hội được lại thăm ông bà trên chiến nhà ông bà lần nữa nha. Rồi lúc một năm sau à, các con lại thăm tụi tôi á, tặng cho tôi mỗi người 1.000, 10.000, 10.000 là được rồi. Cái vậy à, là hạnh phúc rồi. Rồi hạnh phúc là đầy đủ cái chương trình, đầy đủ cái cuộc viếng thăm. Viếng thăm thì phải có quà, có tiền. Tiền thì đâu phải gom 5-10 triệu là tốt đâu. Người cho 10.000 ấy là khỏe lắm rồi. Phải không? Dạ. Ông giữ gìn sức khỏe nha ông. Dạ. Con chào bà. Chào con. Mùa xuân để chúng ta chuẩn bị đón chào những điều tốt đẹp nhất, tất cả mọi điều mới nhất và rực rỡ nhất quý vị nha. Chúc mừng năm mới. Và hôm nay thưa quý vị, Ngọc Lan, Quyền Linh và Tình Trăm Năm xin được kính chúc quý vị khán giả một năm mới nhiều sức khỏe, vạn sự như ý. Chúc mừng năm mới.